Trong đêm nay, ba biệt đội cao điểm nhất sẽ phải đối đầu với nhau là biệt đội Gấu Trúc, Sơn Ca. Tay bẩn lắm, không xem được. Với số điểm xếp sau nhau thì chắc chắn sắp tới đây sẽ là những màn thi đấu vô cùng quyết liệt. Quý vị khán giả hãy tham gia bình chọn cho biệt đội mà mình yêu thích theo cú pháp NHTH khoảng cách, tên viết tắt của biệt đội và gửi về 7339. Và hai vị khán giả may mắn sẽ nhận được hai TV Asanyo 40 inch trị giá 4.600.000 đồng. Và cũng xin được chúc mừng hai khán giả Vũ Văn Hùng, địa chỉ tại Tân Thành Đông, Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh, số điện thoại 0987 7892 XX, và Nguyễn Quốc Hùng, địa chỉ tại đường Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng, số điện thoại 0903 1054 XX, đã may mắn trúng giải thưởng từ tập 5 của chương trình Người Hùng Tí Hon. Phần thưởng cho khán giả may mắn là một chiếc TV Asanyo 40 inch trị giá 4.600.000 đồng. Xin chúc mừng biệt đội Sơn Ca là biệt đội nhận được nhiều lượt bình chọn nhất trong tập 5. Phần thưởng cho biệt đội được yêu thích nhất là một chiếc TV Asanyo 40 inch trị giá 4.600.000 đồng. Khán giả đang đến với chương trình Người Hùng Tí Hon mùa thứ 2. Rất vui khi ngày hôm nay chúng ta lại được gặp nhau trong một chương trình vô cùng đặc biệt dành riêng cho những em thiếu nhi. Chương trình với sự đồng hành của nhãn hàng điện thoại di động Oppo Camera Phone. Và trong đêm nay sẽ là phần thi tài vô cùng gay cứng. Chúng ta sẽ gặp gỡ ba biệt đội có điểm số dẫn đầu. Đó chính là biệt đội Gấu Trúc, biệt đội Sơn Ca và biệt đội Cầu Vầu. Và bây giờ, trước khi đến với những tiết mục đặc biệt của ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng chào đón những nhân vật vô cùng quen thuộc. Đó chính là ban giám khảo của Người Hùng Tí Hon mùa thứ 2. Đầu tiên, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ nghệ sĩ Đại Nghĩa và biên đạo múa John Huy Trường. Ban giám khảo về vị trí của mình ạ. Và bây giờ thì xin mời ban giám khảo cũng như là quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng nhìn lại điểm tổng kết của cả 6 biệt đội nha. Biệt đội Gấu Trúc đang giữ số điểm là 26,5 điểm dẫn đầu. Đứng thứ nhì là biệt đội Sơn Ca với số điểm là 25,9 điểm. Vị trí thứ ba thuộc về biệt đội Cầu Vồng với số điểm là 25,5 điểm. Biệt đội Cà Rốt với số điểm bằng với biệt đội Cầu Vồng 25,5 điểm. Biệt đội Bí Đỏ đang giữ số điểm là 25,1 điểm. Và cuối cùng chính là biệt đội Hồng Hạc với số điểm là 23,9 điểm.
Và Vân cũng hứa với quý vị khán giả cũng như là ban giám khảo là chắc chắn đêm nay các biệt đội, nhất là ba biệt đội với điểm số dẫn đầu, thì sẽ mang đến cho chúng ta những giây phút cực kỳ bất ngờ và cả gây cấn nữa. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng gặp gỡ biệt đội đang giữ vị trí đầu tiên, biệt đội Gấu Trúc. Biệt đội Gấu Trúc xin chào quý vị khán giả. Biệt đội Gấu Trúc đã hoàn thành được một tuần thi và tại thời điểm bây giờ thì biệt đội Gấu Trúc của mình là đang được điểm cao nhất. Cái điều mà các bạn đang thiếu kỳ nghĩ tại thời điểm bây giờ là bản lĩnh sân khấu, bởi vì các bạn đang rất là tốt. Chỉ cần khắc phục được điều này thì các bạn sẽ mang đến những phần trình diễn wow cho khán giả. Đối với Kim Chi thì bạn này là một người kỳ nghĩ là khá ít nói. Cái điều mà kỳ thấy là dễ thương nhất ở Chi đó chính là bạn rất là siêng năng và là một người có cái ý chí cầu tiến rất là tốt. Thấy làm không được là luyện tập và làm lại ngay. Đối với Quân và Ngân thì Kiệt nói chuyện nhiều hơn với Quân. Không biết Ngân có giận gì Kiệt không, mà không bao giờ Ngân nói chuyện với Kiệt. Kỳ lắm. Vậy vậy thôi, nhưng mà hai bạn là những người rất là dễ thương và là những người rất là ham học hỏi. Nhưng mà Kiệt chỉ hy vọng là cả Quân với Ngân sẽ cởi mở hơn với Kiệt. Tại vì Kiệt chủ động nhiều quá mà hai bạn này không bao giờ chủ động nói chuyện với mình. Buồn dễ sao buồn. Còn đối với cái cục ba rọi này thì Kiệt gắn bó với bạn này ngay từ những cái vòng ở ngoài, vòng casting cho đến các vòng này, bởi vì mình là người trực tiếp tập luyện với lại Tiên Tiên. Thì bạn này thì khỏi phải nói rồi, dễ thương, tự tin. Và vẫn phải nhắc lại là rất nhiều người chê Tiên Tiên già, nhưng Kiệt khẳng định là Tiên Tiên không có già. Nếu mà người ta già, người ta sáu mấy 70 tuổi, dù một trong cái thân hình 4 tuổi, còn ông này già thì cũng lắm ông lớp 1, lớp 2 thôi. Tức là ông có già đời thiệt, nhưng mà cái già đời của ông là cái già đời tự tin, là của một người biết chuyện, hiểu chuyện và là một người sinh ra để làm nghệ thuật. Cái đầu cực kỳ thông minh và tinh tế. Và Kiệt hy vọng là Kiệt sẽ phát huy được tất cả những cái thế mạnh này của Tiên Tiên trong những vòng thi sau. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng chào đón thành viên đầu tiên của biệt đội Gấu Trúc, đó chính là một tài năng ca hát. Hãy cùng chào đón cô bé Kim Chi. Sông trôi rất dịu dàng, như dải lụa vàng xuôi về phương đông. Sông trôi rất dịu dàng. Gành Hào ơi, nửa đêm mai hát lên câu hoài lang, dòng trăng nghiêng xuống trên vạt rừng tràng. Sông buồn tiếng một dòng trôi.
trăng. Đó là phần thi đầu tiên trong biệt đội Gấu Trúc. Xin mời ban giám khảo ạ. Thật sự ra cái bài Đêm Gành Hào này á là một cái bài rất phổ biến. Mà nó khó một điều là cái gì biết không? Cái quãng cái bài này nó rất là rộng. Cho nên khi hát á, thấp thì lại nghe không rõ. Còn lúc mà đoạn cao á, chứ khi cảm thấy nó rướng. Con làm cũng là tròn bài. Nhưng tất cả các cái nốt thấp và cái nốt cao của con nó chưa được gọi là chưa được chín. Cho nên nghe nó chưa có được đã. Chào cô ba miệt vườn. Con bước ra một cái thôi chú thấy dễ thương vô cùng luôn. Nó có một cái nét rất là chân quê, nó mộc mạc nhưng mà nó vẫn rất một cái gì đó, một cái sự rất là đài cát và sang trọng. Cái bài hát này như cô Cam Ly nói quá khó, nó mang cái âm điệu của Ngũ Cung cho nên nó luyến lấy từ nốt này tới nốt kia. Mà chú thấy con làm rất tốt điều đó. Với độ tuổi như con mà có được một cái làn hơi như vậy thì quá tuyệt vời rồi. Thì dĩ nhiên trong cái bài hát của con nó cũng có một số điểm nó chưa hoàn chỉnh. Cô Ly đưa ra những cái điều đó để con biết mà lần sau nếu con có hát thì con chú ý hơn mà thôi. Chứ với chú thì hôm nay cái phần trình diễn của con đã hoàn toàn thuyết phục chú. Chúc mừng con. Cảm ơn chú ạ. Chúc mừng bạn Kim Chi. Và bây giờ đã đến lúc ban giám khảo dành tặng những số điểm của mình cho bạn Kim Chi rồi. Đầu tiên sẽ là số điểm từ biên đạo múa John Huy Trần. 8 điểm ạ. Cảm ơn chú. Và cô Cẩm Ly sẽ là bao nhiêu ạ? Và cô gửi cho con 8 điểm rưỡi. Và cuối cùng là số điểm từ giám khảo Đại Nghĩa. Và chú đã dành lời khen tặng cho con. Chú cũng mong muốn rằng ở những lần thi sau con sẽ hoàn thiện hơn những cái lỗi mà mình còn mắc phải từ cái lời góp ý của cô Cẩm Ly ngày hôm nay. Điểm số chú dành cho con là 8 điểm rưỡi từ giám khảo Đại Nghĩa. Và bây giờ sẽ là số điểm tổng của bé Kim Thi. 8,3 điểm. Chúc mừng Kim Chi nhé. Bây giờ con vào trong cùng với đội trưởng của mình nha. Hay quá. Không. Mày làm rất là xuất sắc. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ lại hai người bạn với tài năng nhảy múa vô cùng đặc biệt. Lần trước họ đã mang đến sân khấu của chúng ta một tiết mục khiêu vũ pha lẫn ảo thuật vô cùng ấn tượng. Và chúng ta sẽ cùng chào đón Minh Quân và Thanh Ngân. Tình yêu thương mẹ cha
say, chỉ thèm những bữa cơm ngon. Bao ngày qua thiếu vắng trông con, anh chẳng nói tuổi thơ xa. Cảm ơn Thanh Ngân. Một tiết mục rất là nhiều cảm xúc đúng không nào? Cô thì cũng chưa có nguôi cảm xúc. Thực sự ra là thường thường mình nghe một cái bài hát á, thì mình sẽ, hoặc là mình coi một cái vở kịch, một cái cốt truyện, thì mình có sẽ dễ có cảm xúc nhiều hơn. Mà mình không nghĩ rằng là mình xem một bài múa mà mình lại cảm thấy cảm xúc nó dâng tràn đến như thế. Bé Ngân con là đóng vai mẹ, và Quân là lại là vai một đứa con. Mà hai đứa con nó hay một điều là về cái vóc dáng hình thể thì nó lại bị hơi bị tréo ngoe một tí xíu, nhưng Quân làm ra hết. Khi mà con múa, con không dùng hết cả một cái sức của những cái, của cái người là gọi là múa chuyên nghiệp mà phô hết những cái kỹ thuật của mình ra, mà con diễn rất là nhẹ nhàng, giống như là một đứa bé thực sự vậy đó. Mà kim chi con to như thế này, mỗi lần mà con quằn người, con cúi xuống, nó rất là khó khăn, con nghĩ nó rất là khó. Và khi mà đến cái đoạn mà con nằm xuống, con co ro như thế này, con run thế này, tự nhiên lúc đó là cô cảm thấy nhói và cô đã khóc lúc đó luôn. Là cô cảm thấy là cô hiểu được hai đứa con diễn rất tốt, và đặc biệt có một cái động tác quá khó, cô cảm thấy cô sợ, nhưng mà đẹp quá. Lúc mà nâng lên và con vòng con ấy cái người lên, nó Ngân đẹp quá, nó đẹp, động tác khó mà tụi con làm rất đẹp. Nói chung là nó đã chạm tới cảm xúc của cô, và cô nghĩ không phải cá nhân cô mà cô Ốc và tất cả hai vị giám khảo và tất cả khán giả trường quay đây, một bài nhảy rất là tuyệt vời. Xin mời chú đại diện. Chú cũng xúc động với cái tiết mục này lắm. Ở bài này chú rất thích cái nét mặt của Ngân. Cái nét mặt của con nó có một cái sự chịu thương, chịu khó của một người mẹ. Mặc dù cái tuổi của con bây giờ nó còn quá nhỏ, mà con đã biểu cảm được cái điều đó để chú cảm được. Và chú rất xúc động với cái hình ảnh của con. Và cái bài này nó không có quá nhiều những cái đoạn cao trào, nhưng mà đoạn nào nó đáng giá đoạn đó. Nó ít thôi, nhưng mà nó làm cho người xem phải trầm trồ, phải thán phục, bởi hai con có thể thực hiện được những cái động tác tuyệt vời đến như thế. Mặc dù các con không nói lời nào cả, chỉ chuyển tải bằng động tác, bằng ánh mắt, bằng gương mặt thôi, nhưng chú tin chắc rằng tất cả những khán giả ở đây và cả những khán giả đang ngồi theo dõi qua màn ảnh nhỏ sẽ cảm được cái thông điệp mà các con muốn gửi đến. Chúc mừng hai con. Và cuối cùng chúng ta sẽ cùng lắng nghe chia sẻ của chú John Huy ạ. Chú Huy rất là ấn tượng về cái động tác và kỹ thuật của hai đứa con, vì
Giống chú Nghĩa nói, cái bài này không có nhiều cao trào, nhưng mà mấy cái phần tụi con đá chân đúng nhạc luôn. Và Quân, lúc con làm cái toe rise, con biết cái đó không? Cái động tác từ đầu gối lên cái ngón chân đó, cái đó rất là khó. Và con làm được, con làm mượt lắm luôn. Và cái bưng bê là cô Ly nói, cái đó khó lắm luôn. Vâng, cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của ban giám khảo. Và bây giờ sẽ là điểm số. Xin mời cô Cẩm Ly ạ. Cô gửi tặng cho hai đứa con 9 điểm rưỡi là số điểm mà giám khảo Cẩm Ly cũng đặt cho Minh Quân và Thanh Ngân. Ôi, điểm cao quá. Tiếp theo, chú Đại Nghĩa ơi, chú dành cho hai đứa con 9 điểm rưỡi. Ôi, hai con 9 rưỡi rồi. Bây giờ còn một vị trí cuối cùng nữa thôi. Chín điểm. Cũng chín không? Chín cũng là cao lắm rồi. Thực sự là cao lắm rồi. Bây giờ mình sẽ coi là điểm tổng của Minh Quân và Thanh Ngân là bao nhiêu nha. 9,3. Chúc mừng. Hai bạn có thể chạy vào thật nhanh với đội trưởng của mình để khoe điểm số mà mình vừa đạt được. Chúc mừng các bạn nha, quá là giỏi luôn. Sao kỳ vậy ta, tự nhiên ban tổ chức kêu là nãy giờ cô Ốc làm mệt rồi, ngồi nghỉ chút xíu đi, rồi sẽ có một người mang kẹo kéo đến đây cho cô Ốc ăn. Ngồi đây nãy giờ mà không thấy ai bán kẹo kéo hết. Cả nhà mình có thấy ai bán kẹo kéo đi ngang qua đây không vợ? Không thấy hả? Thiệt tình luôn á, ban tổ chức không biết sao nữa. Thôi bây giờ vậy, trong thời gian mà chờ kẹo kéo tới thì cô Ốc sẽ mời một người bạn ra đây giao lưu và gặp gỡ chúng ta nha. Đó là cục ba rọi của biệt đội gấu trúc, bạn Tin Tin. Cục ba rọi. Giỏi quá, trời ơi, cố lên con, hôm nay cha con mà đi thi chức. Phan, ba nói vậy nè, đợi con. Kính thưa ba giám khảo, đây là ba của con. Ba của con làm người bán chậu kéo. Ba, minh họa của con. Giờ vô củ giùm con. Giờ vô củ con. Ba, tiếp ba. Cố lên, cố lên. Hôm nay ba dạy con cái gì con phải làm y chang vậy. Con hiểu rồi. Bác sĩ sao con làm vậy? Đúng rồi đó. Nha, phải cố gắng lên vượt dậy nhất nghe chưa. Con ngốc nhờ cái gì nữa. Con đói bụng quá. Con đói bụng hả?
Con biết bữa nay ba không có đi làm, ba không có đem cái gì về cho con ăn. Đồ ăn hả? Thôi bỏ qua đi ba, con vừa mới nay con xui. Không, ba có đồ ăn cho con nè, ba có đồ ăn cho con nè. Con! Ba! Con! Gì con ăn luôn á. Không sao lại đây nè. Không, đây để ba phủ cho nè. Không sao đâu mà ba. Gì vậy? Phần nữa con, phần nữa. Đây ba chuẩn bị lại cho con nè. Chải tóc tai lại. Rồi, chuẩn bị ba, nha. Ba, con mặc áo này con nóng quá. Ê, gì vậy? Nóng. Ê. Thiệt không? Nếu có ai thấy con như con xui vậy. Rồi thôi bỏ ra cho nó mát tí xíu đi, rồi lát nữa lên ba đóng lại. Trời ơi, cái áo nó rách hết trơn rồi. Rồi, cố gắng đi nha, hôm nay con phải cố gắng đọc giải nhất nha. Nếu có đọc giải nhất của ba đi ăn luôn chịu không? Dễ. Bao ba đi ăn luôn hả? Dạ. Cho ba ăn cái gì nè? Cá chiên chiên. Cá chiên chiên. Cái món này ba khách lắm mà. Còn gì nè? KFC luôn. Dẫn ba đi coi phim luôn. Trời ơi, dẫn ba đi coi phim luôn hả? Rồi còn gì nữa không nè? Quên nữa gì? Mình mua áo mới của hai cái con mình bận luôn. Trời ơi, dữ luôn á. Đúng rồi, phải mua áo mới rồi, chứ áo rách hết trơn rồi con ơi. Ba. Sao? Nếu con ngớt thì con như ba xui. Không sao. Nè, mình đi thi á, vui là chính, không thắng thua không quan trọng không? Mà con phải cố gắng lên nghe chưa? Nha, để ba chỉnh lại quần áo cho con. Bữa nay ba vô qua con diễn không? Có. Thiệt không ba? Thiệt mà. Sao mấy lần trước con thấy ba vô qua con diễn? Mấy lần trước ba bị đau bụng, cái ba đi toilet. Còn bữa nay ba có đau bụng nữa không? Hên xui. Hên xui hả? Chắc bữa nay con xui. Không, hôm nay con không có xui đâu. Hôm nay ba hết đau bụng rồi. Thiệt không ba? Thiệt. Dạ, cố gắng lên nha. Mời bé Tiên Tiên lên sân khấu. Con chuẩn bị. Rồi, cố gắng lên nha. Dạ, ba cái nè. Dạ nè. 2, 3. Yeah. Rồi. Sao lâu vậy ta? Chắc bà không vô con mình thi à. Dạ, cô giấy phép bài này xin xin tặng cho ba của con.
bài. Con hát dở quá, ba mới hỗ trợ điểm cho con rớt. Không sao đâu ba, coi như mình ấy cũng xui rồi. Nhưng mà tại sao hôm nay con hát cái bài khác? Tại sao con không hát cái bài mà ba dạy cho con vậy? Con đổi bài. Tại sao con đổi bài? Con có biết là ba tập cho cái bài này ba biết bao nhiêu ngày rồi không? Dạ con không hát. Tại sao con lại không thích? Con hát cái bài kia để làm cái gì? Con hát bên nào con tặng cho ba. Bài con biết tại sao ba không vô rồi. Ba sợ cho mình nghèo lên nhìn hình cho người ta cười con đúng không? Không, không. Con không được nghĩ như vậy nghe chưa? Không sao. Con thơ. Không sao. Con đậu. Không có ba. Con giúp là buồn. Ba xin lỗi con. Con hên, con có một người cha như là ba. Cảm ơn ba. Làm cha nhìn trái đất, làm cha dạy con khi con đi sai đường. Nhiều vui buồn bên con, dạy con nhiều yêu thương, dạy con phải sống không thua. Cảm ơn Thương Mạnh Quân. Cảm ơn em đã hỗ trợ tiết mục vừa rồi của bạn Tin Tin. Trời ơi, tôi chịu không nổi luôn á, thiệt tình luôn á. Tôi cười hả hả hả, xong tôi khóc như mưa vậy đó. Hôm nay Tin Tin làm chú bất ngờ. Bởi vì không phải như những lần trước, con ra con chỉ hát và con chỉ hài hài bằng cái gương mặt của mình, bằng cái hình thể của mình không thôi. Mà bữa nay con thật sự là một diễn viên. Con thể hiện cho mọi người thấy cái khả năng diễn xuất của con. Mà một cái điều mà chú thấy ít có bạn nhỏ nào có thể làm được á, là đang diễn, đang rất là ồn ào, rất là náo nhiệt, xong quay qua buông thõng một câu, buông nhẹ một câu với một cái âm lượng nó nhỏ, giống như mình bỏ nhỏ vậy đó con, mà nó rất hiệu quả, người ta vẫn nghe được cái câu đó con nói gì. Coi như bên này con xui nha. Rồi coi như bên này bà xui nha. Cái đó là không phải bạn nhỏ nào cỡ tuổi con làm cũng được đâu đó, không phải ai cũng làm được chuyện đó, mà hôm nay con làm được điều đó chú thích ghê lắm. Còn bây giờ mình sẽ lắng nghe những chia sẻ của chú John Huy với cô Cẩm Ly nha. Xin mời chú John Huy ạ. Dạ chú John Huy không biết nói gì nữa, tại chú Nghĩa nói hết rồi. Vậy thôi bây giờ mình đơn giản nhất nè, tặng điểm cho bạn Tin Tin nè. Chú John Huy 9 điểm. 9 điểm từ chú John Huy Trần. Xin mời chú Đại Nghĩa ạ. Ở đây vẫn đang là một Tin Tin với hình thể này, gương mặt này và cái duyên dáng này của con, chứ chưa có một cái sự hóa thân nó thành một cái nhân vật khác. Tôi nói thì nói, cứ ngáp. À, cho nên chú gửi lời đến đội trưởng của con. Tuần sau nếu như có thể thì hãy cho Tin Tin hóa thân một cách thật sự thành một nhân vật khác hẳn bình thường, để coi cái khả năng của con phát triển đến đâu. Cảm ơn con, và chú sẽ dành tặng cho con điểm 9 điểm từ chú Đại Nghĩa. Và cuối cùng sẽ là số điểm từ cô Cẩm Ly. 9 điểm từ cô Cẩm Ly. Con thấy giống nhau không? Thấy điểm số giống nhau không? Rồi, bây giờ mình sẽ xem coi là điểm tổng của bạn Tin Tin là bao nhiêu điểm nha. 9 điểm dành cho con. Trời ơi, không tặng đi tôi luôn. Vô luôn. Yeah. Trời ơi, bế nổi không? Dạ nổi chứ. Như vậy là biệt đội Gấu Trúc đã hoàn thành phần thi của mình rồi. Chúng ta hãy cùng xem là họ đạt được bao nhiêu điểm tổng nha. 26,6 điểm. Nếu quý vị khán giả yêu thích biệt đội Gấu Trúc, chúng ta hãy thể hiện điều đó bằng cách soạn tin nhắn với cú pháp NHTH khoảng trắng GT và gửi về tổng đài 7339. Trong đó GT là cách viết tắt của tên biệt đội Gấu Trúc. Quý vị khán giả hãy tham gia bình chọn cho biệt đội mà mình yêu thích theo cú pháp NHTH khoảng cách, tên viết tắt của biệt đội, và gửi về 7339. Và hai vị khán giả may mắn sẽ nhận được hai TV Asanyo 40 inch trị giá 4.600.000 đồng. À,
Lần vừa rồi thì đội của Johnny đã đứng thứ hai, thì đó là phải nói là một cái động lực để cho đội cố gắng nhiều hơn nữa. Thực sự thì trong tất cả các bé thì bé nào Johnny cũng thấy là đều có tài năng hết. Ví dụ Minh Châu, Võ Ngọc thì hai bé là hai bé mà phải nói là nhảy ở trên sân khấu là sáng, có khuôn mặt rất là gọi phải nói là ăn sân khấu, ăn đèn nữa, và những cái động tác của bé rất là uyển chuyển và rất là phải nói rất là mạnh mẽ trên sân khấu. Bé Thanh Sơn thì khi mà đi diễn thì thế sao hả? Cầm mic thì phải lên sân khấu không được xấu hổ. Về Thanh Sơn thì cũng có một lần mà Johnny đã coi Thanh Sơn chạy sân khấu, thì trước đó thì bé cũng có thể diễn được, diễn kịch được, thì Johnny nghĩ là bé có thể kết hợp giữa diễn kịch và ca hát. Còn một bé nữa là đó là Mẫn Nhi. Phải nói khi mà Mẫn Nhi thì có một giọng hát vừa kỹ thuật vừa nội lực. Trên này Bái Trinh sẽ cố gắng hết sức hỗ trợ cho tất cả các bạn, và trên này cũng chỉ mong là các bé hãy làm hết mình, hãy đam mê nghệ thuật, nó giống như là một cái gì đó trong máu của mình đó, cho nên là trên này chỉ hy vọng là các bé hãy làm tốt. Yeah. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ tài năng ca hát của biệt đội Sơn Ca. Hãy cùng chào đón cô bé Mẫn Nhi. Dần vào sương về quá xa vời mình tôi, bao ngày qua ôi thần tiên, giờ chỉ mình tôi giữa đất trời thênh thang, quá xa vời riêng tôi, lòng còn vương còn thương để lại trái tim nhung nhớ nơi này. Hồn tôi lạc về đâu vì biết quê hương là phương nào. Đường về sau quá xa, chỉ mình tôi lang thang giữa màn đêm. Đường về sau quá xa, chỉ mình tôi chơi vơi giữa cuộc đời. Chẳng hiểu vì sao trái tim trong lòng nghe hoang mang biết về đâu. Hãy chỉ tôi lối về cho tình yêu không ngăn cách biển khơi. Giờ về nơi đâu, nhìn dòng sông sâu, đường về xa xôi, tình yêu cách chia đôi bờ. Nhìn chung ngăn cách, buồn lòng lữ khách. Về nơi đâu hay con tim nặng vương, thương cách xa muôn trùng dương. Oh yeah, come on, mọi người vỗ tay lên nào. Đường về sau quá xa, chỉ mình tôi lang thang trên màn đêm. Đường về sau quá xa, chỉ mình tôi chơi vơi giữa cõi đời. Chẳng hiểu vì sao trái tim trong lòng nghe hoang mang về đâu. Hãy chỉ cho tôi, hãy chỉ cho tôi lối về. Đường về sau quá xa, chỉ mình tôi thôi bước suốt kiếp đời. Đường về sau quá xa, chỉ mình tôi thôi, chỉ mình tôi lang thang biết về đâu. Người hãy chỉ tôi lối về cho tình yêu không ngăn cách biển khơi. Chỉ cho tôi, hãy chỉ cho tôi lối về. Yeah. Cô cảm ơn phần trình diễn vừa rồi của bạn Mẫn Nhi nha. Xin mời ban giám khảo ạ. Hôm nay cái điều đầu tiên chú khen con là con dám thay đổi hình ảnh phong cách của mình.
một cái bộ trang phục mạnh mẽ, cá tính, cũng như là cái bài hát con lựa chọn, nó cũng khác so với những cái lần trước khi con xuất hiện. Bữa nay thì có vẻ mạnh bạo hơn, sôi nổi, cá tính hơn. Đó là cái điều mà chú khen, khi con dám can đảm thay đổi chính mình. Với lại một cái điều nữa, khi mà con hát những cái bài hát mà với cái tiết tấu nó nhanh, cái nhịp nó mang như thế này á, thì có lẽ là cái giọng của con nó cần phải có cái độ nảy hơn. Nó nảy trong cái cách phát âm á. Thì ở đây con chưa có, từ chữ này qua chữ kia nó vẫn bị dính, nó vẫn bị nhòe. Thành ra nghe chưa có sướng cho lắm. Đoạn đầu khi mà con hát nhẹ nhàng á, vẫn rất tốt như ngày trước. Còn từ cái đoạn điệp khúc trở đi, khi mà cần một tiết tấu nhanh, sôi động, mạnh mẽ thì nó chưa hoàn chỉnh. Và đặc biệt là đó, con không giữ được cái cột hơi của mình, để cho nó hơi bị xét một tí. Nhưng mà dù sao thì cũng khen con, khi con đã có một cái màn lột xác so với những hình ảnh cũ của mình trước đây. Chúc mừng con. Xin mời cô Cẩm Ly ạ. Cô hỏi một điều này Nhi, hôm nay con có bị vấn đề gì về sức khỏe không? Dạ có, con vừa mới hết bệnh ngày hôm qua. Con nghe trong cái chất giọng của con là nó bị rung. Giống như con không làm chủ được cái giọng của mình. À, cái này thì phải cố gắng hơn, tại vì mình cũng không biết được là bệnh khi nào nó đến nó kiếm mình hết. Người ta cũng hay nói học tài thị phận, cho nên là con phải quan trọng cái sức khỏe nhiều hơn nữa. Dạ con cảm ơn cô. Bây giờ sẽ là số điểm mà ban giám khảo dành cho Mẫn Nhi. Xin mời chú Đại Nghĩa ạ. Thay đổi là một cái điều tốt, nhưng mà mình phải đảm bảo được cái chất lượng trong tiết mục của mình con ha. Lần này thì chú dành cho con 8 điểm. 8 điểm từ giám khảo Đại Nghĩa. Xin mời giám khảo Xuân Huy Trần. 8,5. Và cuối cùng là số điểm từ cô Cẩm Ly, 8,5. Và bây giờ chúng ta sẽ xem điểm tổng của Mẫn Nhi là bao nhiêu. 8,3 điểm. Chúc mừng Mẫn Nhi nha. Bây giờ thì con vào trong cái đội trưởng của mình nhé. Tốt. Và chúng ta sẽ cùng gặp gỡ cặp đôi vũ công nhí tài năng của biệt đội Sơn Ca. Hãy cùng chào đón hai bạn nhỏ Minh Châu và Bảo Ngọc. Bống bống bang bang, nên ăn cơm bạc cơm vàng nhà ta, chứ ăn cơm hẩm cháo hoa nhà người. Ôi, bóng của chị ngoan quá. Giờ thì chị phải tạm biệt bóng, chị chuẩn bị ra đồng đây. Tạm biệt em nha. Cá! Dạ mẹ.
Sốc. Con cá làm gì mà dám lên. Sợ quá làm gì mà dám lên. Chưa từng thấy, trời ơi quậy quá. Coi như là chuyện cổ tích phiên bản 2016, phiên bản người hùng tí hon đúng không nào? Xin mời chú Đại Nghĩa, tại sao chú cười dữ vậy? Trời ơi, bởi vì cái chuyện tắm cám đâu có xa lạ gì với mọi người đâu. Và đã được chuyển thể lên sân khấu với rất nhiều hình thức khác nhau. Kịch có, cải lương có, tấu hài có, ca hát, nhảy múa có đủ hết. Nhưng mà đây là cái phiên bản tắm cám đầu tiên mà chú thấy là hai mẹ con này dễ thương đến như vậy. Chưa bao giờ thấy mẹ con cám nào mà nó dẻo, mà nó duyên đến mức độ như vậy. Ngoài những cái động tác nhanh mạnh của các con ra, ngoài cái biểu đạt cái gương mặt là ác, thiệt ác của mấy con ra, tự nhiên có những lúc hai mẹ con múa dân gian trọng. Trời, muốn chết với hai bả luôn vậy đó. Mặc dù tiết mục này á, nó không có quá nhiều những động tác khó, nhưng mà cái tinh thần mà mấy con truyền tải tới cái câu chuyện này, nó mang lại nhiều tiếng cười cho mọi người. Đó là một sự thành công của hai con. Xin chúc mừng. Và bây giờ sẽ là ý kiến của chú John Huy Trần. Đúng rồi, lúc nãy tụi con bước lên sân khấu thì chú Huy nhìn cô Ly và nói là ồ nữa cái câu chuyện này hả? Tại chú Huy thấy cái câu chuyện này trên nhiều sân khấu luôn. Nhưng lúc tụi con bắt đầu vô bài, sốc luôn, chú Huy bị sốc luôn. Hay lắm luôn, chú Huy rất rất thích cái sự phá khách trong cái bài này. Chúc mừng Minh Châu và Bảo Ngọc. Với bao nhiêu là lời khen tặng như thế thì số điểm của Minh Châu và Bảo Ngọc sẽ là bao nhiêu đây nhỉ? Và điểm số dành cho mẹ con bà Cám là 9,5 điểm. 9,5 là số điểm mà giám khảo Đại Nghĩa dành cho mẹ con bà Cám. Và bây giờ sẽ là số điểm của cô Cẩm Ly. Cô nghĩ với một cái tiết mục mà rất là mới lạ, giống như một món ăn quá là mới lạ luôn à, và phấn khích cả trường quay thì không lý nào mà cô mười luôn cho điểm 9,5. Và cuối cùng sẽ là điểm số đến từ chủ John Huy Trần. Nếu mà có động tác khó hơn một chút xíu có thể cái điểm này sẽ cao hơn. 9,5. Tức là nếu mà khó chút xíu là lên 10 luôn đó. Và điểm trung bình của cặp đôi Minh Châu và Bảo Ngọc đó chính là 9,5 điểm. Wow. Chúc mừng hai bạn nha, chúc mừng nha. Bây giờ thì mình vào trong mình khoe với đội trưởng của mình nha. Đi cái tứ mẹ con Cám vô. Chúc mừng, chúc mừng biệt đội Sơn Ca. Bây giờ chúng ta sẽ cùng chào đón thành viên nhí nhất của biệt đội Sơn Ca. Hãy cùng gặp gỡ ông cụ non Thanh Sơn. Ơ, chào bà con. Sao là mê Tết đến mà phố xa vắng vẻ thế nhờ? Thanh niên bây giờ bỏ xứ hết, Tết nhất chúng nó có về đâu? Vắng vẻ thế này thì cái sự nghiệp bố toán của tôi lại lần đận rồi.
tí xỉu dần mão thìn tị. Thầy! Thầy ơi! Thầy có phải là thầy Thanh Sơn không vậy thầy? Ô hai! Cậu làm gì mà cứ quinh quăng như đỉa phải vô đi nhờ? Ngồi xuống mà ngồi! Dạ! 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 Con chào thầy! Thầy chào con! Dạ thưa thầy! Em cũng tâm sự với thầy chút xíu. Sắp tới em có thi học kỳ á thầy. Nhưng mà em làm biếng học bài lắm. Bây giờ thầy có cách nào chỉ giùm em coi coi, không cần học bài mà cũng đạt được điểm cao không vậy thầy? Được, xòe đây ra. À, dạ. Sao thầy gãi vô lòng bàn tay em nhột quá hả? Tay bẩn lắm, không xem được. Còn bây giờ nó bẩn rồi làm sao thầy? Nước đây, rửa tay đây. Trời ơi, thầy chu đáo quá. Ồ, trên nước của em à? Thôi để em tự rửa luôn hả thầy? Trời, tay em sạch rồi đó thầy. Thầy coi tiết giùm em đi. Được, để ta xem. Dạ. Muốn đạt điểm cao mà không cần học bài chỉ có một cách. Cách gì vậy thầy? Đó là gian lận. Ủa, gian lận là sao vậy thầy? Sáng ngang như thế này mày không biết gian lận à? Gian lận là copy bài ấy. Nhưng mà thầy ơi, cái vụ mà gian lận copy bài trong lớp á, em không dám làm đâu. Lỡ cô mà bắt gặp được ha, cô đuổi học em, cô cho em zero luôn á thầy. Không mấy, thầy coi cho em cách khác được không? Đưa mặt đây ta xem. Mặt hả? Có mặt. Dạ, thầy. Nhìn mặt mày sáng sủa nhưng đầu óc tối tăm ấy. Đầu óc tối tăm là sao? Nghĩa là không chịu học bài, cho nên không có trí khôn. Trời ơi, cái đó thì em biết rồi, cho nên em mới cần thầy giúp đỡ cho em, không? Thầy ơi, không mấy bây giờ mình bỏ coi tai đi, mình bỏ coi mặt luôn đi. Thầy khai sáng trí khôn cho em được không? Được, để ta mở trí khôn của con ra. Dạ, cảm ơn thầy. Trước tiên trả lời các câu hỏi của ta. Dạ. Thì trí khôn của con sẽ được khôn ra. Câu hỏi số 1. Dạ. Nghe cho thật kỹ. Dạ. Con gì đập thì nó sống, không đập thì chết? Dạ thưa thầy, đó chính là con đĩa. Không đúng, đập thì nó sống, không đập thì nó chết, đó chính là con tim. Ủa tại sao là con tim thầy? Quả tim là của con người ta, tim đập thì mới sống, tim không đập có nghĩa là chết. Trời ơi, thầy hay quá, vậy mà em nghĩ không ra. Thì sao em cũng gần nghĩ ra đó mà. Tại vì thầy nói cho nên em để dạy nói luôn. Bây giờ thầy hỏi em câu số 2 đi. Em nhất định sẽ trả lời được cho thầy xem. Câu hỏi số 2. Dạ. Tập trung vào lắng nghe. Có một đàn chuột điếc đi ngang qua, hỏi có mấy con? Dạ thưa thầy, trước khi em trả lời câu hỏi của thầy, xin thầy nhắc lại câu hỏi số 2 giùm em. Có một đàn chuột điếc đi ngang qua, hỏi có mấy con? Trời ơi, dạ thưa thầy, không có con nào hết, đúng không? Không đúng. Tại sao, mấy con? Tổng cộng là 24 con. Tại sao lại là 24 con thầy? Chuột điếc là chuột hư tai là 24 con. Trời. Còn chết là người có biết. Ôi, em không chịu đâu. Cái này là thầy đố mẹo em mà thầy nói lái từ em chịu. Ê, không chịu. Thôi, bây giờ á, thầy đã giờ thầy đố con thú mà. Bây giờ á, thầy đố về con người đi. Em trả lời cho thầy xem. Thầy đố về con người đi. Câu hỏi cuối cùng. Dạ. Nghe cho thật kỹ. Dạ. Có ba thằng lùn xếp hàng đi dọc vào hang. Thằng đi sau cầm một cái xô, thằng đi giữa cầm một cái sảnh, hỏi thằng đi trước cầm gì? Trời ơi, câu hỏi về gì mà thầy cũng hỏi em nữa. Dạ thưa thầy, thằng đi đầu tiên nó không cầm cái gì hết. Vớ vẩn, nó đi đâu cầm đầu. Ủa,
Tại sao lại là cầm đầu? Nó đi đầu, nó cầm đầu, không lẽ cầm đuôi à? Không, em không chịu đâu, cái này là thầy anh Giang em, thầy dụ em lần nữa nè, em không chịu, không chịu đâu. Các cô có câu, cần cô bồ thông minh. Con tuy không thông minh, nhưng được cái cũng chẳng cần cù. Như ta đã tiên đoán, cuộc thi kỳ này con sẽ... Đúng không thầy, em biết em đậu mà, đúng không thầy? Ờ đúng, chà. Ở lại lớp, học chung với ba học sinh lưu ban lười biếng, John Huy, Cẩm Ly, Đại Nghĩa kia kìa. Trời đất ơi, mặc áo dài dưới mang dép Lào ha. Rồi, bây giờ mình lắng nghe những lời nhận xét từ các cô chú ban giám khảo nha con. Cô khen con một cái là mỗi lần con chỉ có hát thôi. Lần này thì biết diễn kịch. Và nhất là đặc biệt là những, mình phải nói là những người Bắc á, những mà cái âm điệu mà khi mà họ nói những cái thoại lời nó rất là hay. Mà con giỏi nhất là một cái là kịch bản hơi bị dài, nhưng con thuộc hết. Thuộc, nhấn nhá đại từ rất là tốt nữa. Đúng, đó. Ý là mình nói cái cách mà nhấn nhá đại từ của mấy người dân miền Bắc đó rất là hay. Có thể nó chú Huy muốn một cái gì đó thú vị hơn một chút xíu nữa nhá. Đó là mong muốn của chú Huy dành cho bạn Thanh Sơn. Thế còn chú Đại Nghĩa thì sao? Nếu như mà là con ra con thi hát thì ngày hôm nay con thất bại, nhưng mà nhờ cái phần sau khi con diễn kịch nó làm cho mọi người cảm thấy thích thú hơn rất nhiều. Và chú ấy phát hiện ra một điều rằng bé Thanh Sơn không chỉ hát hay mà bé Thanh Sơn còn có duyên khi diễn kịch nữa. Một ông cụ non diễn kịch nó dễ thương gì đâu á. Chúc mừng con khám phá ra được một cái tiềm năng mới của mình nha Sơn ha. Hai đứa điểm ha. Ok, điểm của John Huy là 8 điểm. Là số điểm mà chú John Huy dành tặng cho con. 8,5 là số điểm mà giám khảo Cẩm Ly dành cho bé Thanh Sơn. Và bây giờ sẽ là số điểm của chú Đại Nghĩa. Điểm của chú dành cho con là đánh giá cái phần diễn xuất của con phía sau. Con diễn tốt, bất ngờ làm chú cảm thấy rất là thú vị. Nào giờ nghe con hát không thôi, bữa nay mới biết là Sơn có khả năng diễn kịch nữa. Tiết mục này rõ ràng là chưa có được tốt lắm, nhưng mà chú vẫn khuyến khích con. Nói với đội trưởng là khai thác con nhiều hơn ở cái khía cạnh diễn kịch này nữa ha. 8,5 lần này dành cho con. 8,5 từ chú Đại Nghĩa. Bây giờ mình quay lại mình nhìn điểm tổng nha. Xong con đọc cho cô nha, coi là điểm tổng là bao nhiêu nè. 8,3. 8,3 điểm dành cho ông cụ non Thanh Sơn của chúng mình. Cảm ơn cụ rất nhiều. Bây giờ cụ vào trong gặp đội trưởng của mình nhá. Tạm biệt cụ nhá. Chúc mừng đội Sơn Ca nha. Vâng, em và Thái Trinh cũng đã nghe được hết những xét cũng như là góp ý của các anh chị ban giám khảo. Thì những cái tiết mục sau thì nếu mà đội có cơ hội được vào vòng trong nữa thì đội sẽ khai thác hết và sẽ làm cho nó thật chi tiết và chỉnh chu hơn nữa. Yes, xin cảm ơn các anh chị ban giám khảo và chị Hân Vân ạ. Cảm ơn biệt đội Sơn Ca. Chúng ta sẽ cùng đến với số điểm tổng của biệt đội Sơn Ca nhé. 26,1 điểm. Quý vị khán giả ơi, hãy bình chọn cho biệt đội Sơn Ca với cú pháp NHTH khoảng trắng SC và gửi về tổng đài 7339. Trong đó SC là cách thức viết tắt của tên biệt đội Sơn Ca. Quý vị khán giả hãy nhớ nhé. Quý vị khán giả hãy tham gia bình chọn cho biệt đội mà mình yêu thích theo cú pháp NHTH khoảng cách, tên viết tắt của biệt đội và gửi về 7339. Và hai vị khán giả may mắn sẽ nhận được 2 TV Asanyo 40 inch trị giá 4.600.000 đồng. Và bây giờ sẽ là biệt đội cuối cùng trong đêm nay. Chúng ta sẽ gặp gỡ biệt đội Cầu Vồng. Một, hai, ba.
chào tất cả các bạn. Hiện tại thì biệt đội Cầu Vồng đang đứng hạng thứ 3, nhưng mà lại đồng điểm với lại biệt đội của đội trưởng Duy Khánh. Sau một tuần được các bé được tập luyện cho tiết mục tiếp theo, lo lắng nhất cũng giống như là thương nhất Duy dành cái tình cảm đó cho Bảo Châu. Tại vì Bảo Châu là một cô bé có một năng lực rất là tốt, có một cái giọng hát rất là lạ. Bảo Châu chỉ bị một cái khiếm khuyết duy nhất, đó là Bảo Châu vẫn còn chưa có dạng sân khấu. Cho nên là Duy hy vọng là ở phần thi này thì Bảo Châu sẽ có một cái sự tự tin nhất định để mà khi lên sân khấu mình có thể tỏa sáng. Về Thanh Hà, Thanh Hà là một cô bé mà ngay từ đầu khi mà Duy gặp Thanh Hà thì phải nói thật một điều là Thanh Hà chưa tạo được ấn tượng nhiều với Duy trong cái ngày casting. Nhưng mà sau khi mà đã chọn Thanh Hà vào trong đội của Duy và thấy Thanh Hà trưởng thành qua từng vòng thi, ở Thanh Hà có một cái tiềm năng rất là lớn. Về cái trí nhớ của Thanh Hà rất là tốt. Còn về Phương Nhi và Gia Hào, đây là một cặp đôi nhảy rất là dễ thương. Và các em có một cái sự vô tư. Nhiều khi Hào với Nhi vô tư tới mức mà cảm thấy là hai bé đang như đi chơi vậy đó. Chơi trong một cái khu vui chơi tên là Người Hùng Tí Hon, chứ không phải là trong một cái cuộc thi tên là Người Hùng Tí Hon. 2, 3, yeah! Lớn dần lòng buồn rời rời xa xăm, rời lại kỷ niệm khôn nguôi, thương khói lam ban chiều và bãi tranh thô còn nằm nôi. Cây mẹ che bóng má côi, chiều ta đứng chờ nhau, dư âm xưa như ngỡ sông lại bên giây phút đầu. Lời nào ngọt ngào cho nhau, tình nào hò hẹn mãi vào lắng sâu. Những năm tháng xa rời bạn bè, nhớ thương quá cây phường ngày hè. Mùa nước lên điên điền trổ bông, bao nhiêu niềm vui ôm trọn vào lòng. Lùng bình trôi níu dòng đầy trôi, giọt lệ rơi thấm mặn bờ môi. Uống chung nhau chén tình ngất chào để buồn thương đau. Em con gái ao bà ba gánh mà non, câu ca dao trên lúa bông ngàn đồng hương vẫn còn. Còn ruộng đồng mùi thơm rơm, đường về nhà càng vui hơn. Ta hãy đông cho thân chàng chén tình đầm đà mến thương. Qua những cánh đồng thơm lúa Việt Nam, nơi bao năm xa cách tương chừng hôm nay lớn dần. Lòng buồn về về xa xăm, rời lại kỷ niệm khôn nguôi, thương khói lam ban chiều và bãi tranh thô còn ngậm nôi. Cây mẹ che bóng má côi, chiều ta đứng chờ nhau, dư âm xưa như ngỡ sông lại bên giây phút đầu. Lời nào ngọt ngào cho nhau, tình nào hò hẹn mãi sau. Thôi hãy xem như cuộc đời ngủ quên chìm vào lắng sâu. Những năm tháng xa rời bạn bè, nhớ thương quá cây phường ngày hè. Mùa nước lên điên điền trổ bông, lùng bình trôi níu dòng đời trôi, giọt lệ rơi thấm mặn bờ môi. Uống chung nhau chén tình ngất chào để quên thương đau.
Cảm ơn bạn Bảo Châu nha. Xin mời ban giám khảo ạ. Bảo Châu thì mỗi lần con lên sân khấu thì chú Huy thấy con rất là vui tươi và sáng và rất thích cái nụ cười của con. Và cái giọng hát thì chú Huy cũng thích, nhưng mà hai ba lần rồi là không hiểu sao, không phải cái phát âm, nhưng mà cái chị Ly cái chắc có lẽ là cái chất giọng của bé nó như vậy rồi, tức là không phải là con phát âm sai, nhưng mà là ý chú Huy là con hát không rõ lời. Và hôm nay thì cô khen Tảo dài, nó rất là hợp với bài hát. Con bị cái là gương mặt thì chú nói có nụ cười rất là sáng, nhưng cái giọng con nó là không sáng, cho nên hôm nay con có nhiều chỗ chênh phô đó. Cảm ơn cô. Rồi, cảm ơn con vì một cái bài hát rất dễ thương, cũng như là một cái Tảo dài rất đẹp. Và bây giờ sẽ là số điểm mà ban giám khảo dành cho bạn Bảo Châu. Đầu tiên xin mời chú John Huy Trần. 8,5 điểm. Xin mời chú Đại Nghĩa. Chú cho điểm ở đây là chú cân nhắc giữa ba tiết mục mà chú xem của ba đội ha. 8 điểm từ chú Đại Nghĩa. Và cuối cùng là số điểm của giám khảo Cẩm Ly, 8 điểm. Điểm tổng của bé Bảo Châu là 8,2 điểm. Cảm ơn bạn Bảo Châu nhé. Mình vào trong cái đội của mình nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với cặp đôi nhảy múa của biệt đội Cầu Vồng. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ Gia Hào và Phương Nhi. Ngày xưa có một cô bé quàng khăn đỏ. Chúc mừng hai bạn Gia Hào và Phương Nhi đã hoàn thành phần thi của mình nha. Chú Nghĩa, nãy chú sung sướng cái gì mà chú cười rú lên vậy chú Nghĩa? Tại vì thích cái màn cuối cùng của bé quàng khăn đỏ cuốn cái bum bên đầu con sói, sói tru. Dễ thương, cái đoạn đó là cái đoạn mà chú thích trong cái bài này. Chưa bao giờ thấy cô bé quàng khăn đỏ với con chó sói mà nhảy múa với nhau như vậy hết trơn á. Chỉ có trong cái tiết mục của các con mới thấy được cái điều đó thôi. Hai con diễn dễ thương lắm cái tiết mục này. Và với chú thì hai con đã làm khá là trọn vẹn cái tiết mục này. Chúc mừng hai con nha. Xin mời chú John Huy ạ. Đối với chú Huy, cái kỹ thuật trong cái bài này, mấy cái phần hitting, cái đó rất là khó. Nếu mà mình xem thì mình cũng thấy nó hơi bình thường, nhưng mà cái kỹ thuật đó nó rất là khó nha.
Bây giờ sẽ là số điểm của ban giám khảo dành cho Gia Hào và Phương Nhi. Số điểm mà giám khảo Đại Nghĩa dành cho Gia Hào và Phương Nhi là 9 điểm. Ồ, vui quá với điểm số ngày hôm nay của hai bạn nhỏ. Và bây giờ sẽ là số điểm của cô Cẩm Ly ạ. Cô chỉ dành cho con 8.5. 8.5. Cuối cùng sẽ là giám khảo John Huy Trần. Chỉ điểm của chú Huy là y như điểm của cô Ly. 8.5. Và bây giờ sẽ là điểm tổng của Gia Hào và Phương Nhi. 8.7 điểm. Một số điểm cũng rất là cao luôn. Bây giờ tụi con vào trong với đội trưởng của mình nha. Cảm ơn hai bạn. Ở đây. Rồi, được là tốt rồi. Làm sao cố gắng hơn nha. Bây giờ chúng ta sẽ cùng chào đón thành viên cuối cùng của biệt đội cầu vồng. Tài năng nhí của biệt đội cầu vồng đó chính là cô bé Thanh Hà. Dù con, mẹ dù con. Đây. Anh ăn cướp chuyên nghiệp cái kiểu gì ạ? Ăn cướp mấy lần rồi? Lần đầu. Lần đầu tiên mạnh rủ em theo hả? Thôi, bây giờ mày lo mày kiếm đồ đi. Chứ không hả, chủ nợ nó xiết. Chết đó. Trời ơi, em thấy cái căn nhà này á, ngoài cái xác lớn ra, bên trong không có cái đồ gì mà giá trị vậy. Nhưng mà mệt quá, tìm tiếp. Vậy là nó đang thức hay nó đang ngủ vậy? Không biết là nó đang thức hay đang ngủ. Mạng mắt mở trâu tráo. Vậy rốt cuộc là nó thức hay nó ngủ? Anh này ơi, mình phải kiểm tra lại lần nữa đi anh này. Hai chú là ai? Trời ơi! Núp vô! Núp vô! Núp vô! Núp vô! Núp vô! Núp vô! Hai chú là ai? Anh hai, dạ kính thưa em bé, hai anh hành nghề ăn trộm. À, mẹ ăn trộm. Ui, im im như thà như thà. Ê, chỉ vụ vậy cô nè, đừng hòng dễ vụ nghe. Trở lại đây, chú nói cho con biết, chú là ăn trộm tốt, chú chỉ muốn lấy đồ thôi chứ không muốn hại con. Bây giờ con im lặng thì chú thả con ra. Con im lặng thì chú sẽ thả con ra. Nha. Nha. À. Nghề của em mà. Con, ở trong cái nhà này, cái gì quý giá nhất con có biết để đâu không? Biết không? Nói. Nói. Em có ý kiến. Nói đi. Dạ, không có gì hết chú ơi. Con nhỏ mà mày đặt xạo. Nè, con nít không được nói dối. Nói, đồ đạc quý giá con để đâu? Nói. Dạ, đi con đi lấy. Đó, vậy mới được không? Nhưng mà, chú ơi, chú cười cho giùm con đi, con sợ. Ai trói? Anh trói. Mày mở. Mở quá. Đi về uống gì mà nghe người ta, kêu người ta trói đã đợi giờ, kêu người ta mở. Mở rồi kêu không sai rõ chứ. Trời đồ đêm ơi! Nà cô tô y nà, chê kí tà ra y nà. Anh này dùm mẹ, con này dùm mẹ, y tô y nà mẹ kê đô. Nè nè em nè, em là Chuka nè, anh là Nobita nè, anh hai là trái em nè. In! Trời ơi! Có một cuốn truyện à? Làm cái gì? Hả? Điên hả? Không hả? À? Hồi nhỏ nhà có tiền đâu. Em muốn đọc gì nữa mình cũng có tiền mà mua đâu à. Dẹp đi. Ê. Con dám lừa chú hả? Đồ quý giá để ở đâu? Con mà không nói là chú giao con cho ông nghe đó. Ôi. Dạ, đi con đi lấy.
Ê, cái đó không chơi nha, đó nguy hiểm, là không có chơi nha, không có chơi đó nha. Được đây. Ê, anh hai, em không có chơi nữa, anh đừng có đánh em nha, em không tao chơi. Thích. Nè, hai chú cởi trói giùm con đi. Cởi luôn. Lẹ đi kìa, chơi đi con chơi, cầm kiếm ra đi. Hả? Con có trò này chơi vui hơn nhiều. Chơi gì? Bịt mắt bắt gì? Chơi sao? Cho con chút. Mày phải dụ nó như vậy, nó mới chỉ chỗ cho mày để tiền với vàng ở đâu. Hiểu chưa? Ủa nãy giờ mình chỉ giả bộ mình chơi với nó hả? Chứ mày điên hả? Theo dõi nó, nhanh. Kìa đó. Lẹ con. Đây nè chú. Cái gì vậy? Ủa con. Đầu tiên hai chú về mình mất lại. Trời, bịt mắt nha. Rồi, xong. Sau đó hai chú cầm. Cầm cái gì? À, dây. Ủa cầm dây làm gì con? Hai, sau đó hai chú tự quấn mình lại. À, tự quấn này hả? Quấn này à? Chật quá. Xin lỗi anh đi. Ủa vụ gì vậy trời? Sao? Hai chú đã bị bắt. Hả? À. Ủa sao chưa chơi mà bị bắt là sao? Ủa chưa chơi bị bắt là sao vậy anh hai? Hai chú lớn rồi, không đi làm việc lương thiện mà sao lại đi ăn trộm? Hai chú bị bệnh đó con. Bệnh gì? Làm biến. Hai chú có biết ăn trộm tức là gì không? Là gì? Ăn trộm tức là mình đi lấy của người ta thành của mình. Mà cái gì không phải của mình thì đó là của người ta. Mà đã là của người ta rồi thì không phải của mình. Đồ của mình là đồ của mình. Đồ của người ta là đồ của người ta. Tại sao lại đi lấy đồ của người ta thành đồ của mình? Đồ của người ta không phải là đồ của mình. Đồ của mình không phải là đồ của người ta. Của ta không phải của mình. Của mình không phải của ta. Các chú đã hiểu chưa? Các chú đã hiểu chưa? Chưa. Có bao nhiêu nghề để hai chú lựa chọn cho mình một cái nghề? Tại sao không lựa chọn? Nghề gì? Như con nè, con á, ước mơ của con sau này lớn lên trở thành người mẫu. Người mẫu? Đúng. Người mẫu là cái dáng nó phải chuẩn. Ví dụ, người mẫu, mình đứng là mình phải đứng thẳng, mắt luôn nhìn về phía trước, đi là đi một đường thẳng thôi, kết quốc. Người mẫu đi là cứ hiên ngang mà đi, ở dưới cái gì kệ nó, mình không bận tâm. Mình cứ hiên ngang mình trình diễn, ở dưới cái gì vượt qua hết. Vượt trứng này vượt, chương trình vượt trứng này vượt. Quan trọng là hai cái chân phải chéo qua, chéo lại cho nó ra dáng người mẫu. Vì người mẫu là không bao giờ đi thẳng hết, đi giống như bị xỉn ấy. Nó đi hình như bị con kiến cắn đâu đây. Nó đi như vậy, 3 tháng sau rõ ra, trời ơi, hai bên khô bò luôn. Dở, hai chú dở. Chỉ cho luôn này, sao? Người mẫu là phải có điểm nhấn. Thí dụ, mình đi ra giữa sân khấu, cô Cẩm Ly đang nhìn mình. Nhân qua bên này, chú Đại Nghĩa đang nhìn mình. Nhân qua bên này, chú Văn Huy đang nhìn mình. Nhân hai chú hiểu chưa? Anh hai ơi, không biết em hiểu chưa, sao em bị như em bị sái cổ rồi anh hai. Trời, nhắc đi nhắc lại mà không hiểu. Hai chú đi ăn trộm làm con hoảng sợ, làm hại tới con, làm hại tới con là làm hại đến ba mẹ con, làm hại đến ba mẹ con là làm hại đến gia đình con, làm hại đến gia đình con là làm hại đến dòng họ con, làm hại đến dòng họ con là làm hại đến đất nước con, làm hại đến đất nước con là làm hại đến châu Á con, làm hại đến châu Á con là làm hại đến thế giới. Nói tóm lại là hai chú đang làm hại trên thế giới. Hai chú hiểu chưa? Chưa hiểu anh này, em không hiểu gì dần anh này. Để con nói lại. Hả? Hai chú đi ăn trộm làm con hoảng sợ, là làm hại tới con, làm hại tới con là làm hại đến ba mẹ con, làm hại đến ba mẹ con là làm hại đến gia đình con, làm hại đến gia đình con là làm hại đến dòng họ con, làm hại đến dòng họ con là làm hại đến đất nước con, làm hại đến đất nước con là làm hại đến châu Á con, làm hại đến châu Á con là làm hại trên thế giới. Nói tóm lại là hai chú đang làm hại gì chứ? Hai chú hiểu chưa? Rồi, đủ rồi. Cứu tôi với! Ủa anh hai ơi, hình như có xe lại rước hai anh em mình kìa. Xe gì? Xe cảnh sát tới bắt chú.
Và bây giờ sẽ là những nhận xét từ ban giám khảo ạ. Con vẫn rất là lanh lợi, thông minh, duyên dáng. Con có một cái khả năng hoạt ngôn. Con nói nhanh, con nói liên tục, con nói nhiều. Mà cái điều đó là điều rất thú vị. Cái cô bé này làm cho hai tên trộm kia nhức đầu đến nỗi té xỉu luôn, là bởi vì cái khả năng ăn nói của mình. Xin chúc mừng con, một tiết mục rất hay. Không phải bạn nhỏ nào tuổi của con cũng làm được điều đó đâu. Và có một cái nữa cô rất rất là thích luôn. Đó là lúc tự nhiên chị Quốc Sam là người mẫu chuyển giọng. Sao lạ? Thật ra là con là người Bắc. Con người Bắc, nhưng mà khi con diễn thì con nói nó cũng không tiếng Nam, tức là nó không phải chuẩn Nam, nhưng mà là nó Nam đàng hoàng. Mà khi con làm người mẫu tự nhiên con chuyển cái giọng Bắc dễ thương, khoái dễ sợ luôn á. Con là một nhân tố mà cô nghĩ rằng khả năng tiềm ẩn rất nhiều. Chúc mừng Thanh Hà. Và bây giờ sẽ là số điểm mà ban giám khảo dành cho bé Thanh Hà. Xin mời chú Huy trước ạ. 8,5 ạ, đó là số điểm mà giám khảo với John Huy dành cho bé Thanh Hà. Và xin mời cô Cẩm Ly. Cô gửi con 9 điểm. Và bây giờ sẽ là số điểm của giám khảo Đại Nghĩa. Chú đánh giá rất là cao về riêng tài năng của con, cho nên chú dành cho con hôm nay 9,5 điểm. Chú Đại Nghĩa nhìn thấy ở con hình ảnh của một đồng nghiệp trong tương lai, một diễn viên trong tương lai, và con hoàn toàn xứng đáng với những lời khen tặng của khán giả cũng như là ban giám khảo. Và bây giờ sẽ là số điểm tổng của bé Thanh Hà. 9 điểm. Chúc mừng. Rồi bây giờ con vào trong với đội trưởng của mình nha. Chúc mừng biệt đội cầu vồng nha. Cảm giác các thành viên trong đội mình đã hoàn thành hết phần thi rồi. Thì cảm giác đó như thế nào vậy Băng Di? Bây giờ thì cảm giác của em đang cũng khá là thoải mái rồi, vì tất cả các phần thi cũng đã được biểu diễn xong. Số điểm ngày hôm nay thì có thể là không có cao giống như những đêm trước, nhưng mà đây là cái sự cố gắng hết sức của tất cả các bé rồi. Nhưng mà em hy vọng là đội của em sẽ không có bị loại sớm, mà vòng sau nhất định sẽ bùng nổ hơn và sẽ có những số điểm cao hơn nữa. Cảm ơn biệt đội cầu vồng. Chúng ta sẽ cùng đến với số điểm tổng của biệt đội cầu vồng. 25,9 điểm. Quý vị khán giả, nếu yêu thích biệt đội cầu vồng, chúng ta sẽ thể hiện tình cảm bằng cách là soạn tin nhắn với cú pháp NHTH khoảng trắng CV và gửi về 7339. CV là tên viết tắt của biệt đội cầu vồng. Như vậy là cả ba biệt đội của chúng ta đã hoàn thành đêm thi hôm nay rồi. Bây giờ thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng chào đón sự trở lại của cả ba biệt đội nhé. Hãy cùng chào đón các biệt đội Gấu Trúc, Sơn Ca và Cầu Vồng. Biệt đội Sơn Ca, biệt đội Gấu Trúc và biệt đội Cầu Vồng. Bây giờ sẽ là điểm tổng của cả ba biệt đội đạt được cho đến thời điểm này. Xin chúc mừng biệt đội Gấu Trúc, các bạn đã đạt được số điểm cho đến thời điểm này là 53,1 điểm. Vẫn là vị trí đứng đầu. Tiếp theo chính là biệt đội Sơn Ca với 52 điểm. Và cuối cùng chính là biệt đội Cầu Vồng, các bạn đạt được 51,4 điểm. Trong tuần sau, ba đội có số điểm thấp hơn, đó là biệt đội Cà Rốt, Hồng Hạc và Bí Đỏ, sẽ phải thi đấu với nhau để giành quyền đi tiếp. Chịu hết nổi rồi. Ai sẽ may mắn ở lại và ai sẽ phải nói lời chia tay? Hãy cùng đón xem tập 7 được phát sóng vào lúc 19 giờ ngày 3 tháng 9 năm 2016 trên kênh HTV7. Quý vị khán giả hãy tham gia bình chọn cho biệt đội mà mình yêu thích theo cú pháp NHTH khoảng cách, tên viết tắt của biệt đội, và gửi về 7339.
Và hai vị khán giả may mắn sẽ nhận được hai TV Asanyo 40 inch trị giá 4.600.000 đồng. Thưa quý vị khán giả, hãy nhớ đón xem chương trình Người Hùng Tí Hon. Chương trình được phát sóng vào lúc 19 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty giải trí sắc màu Color Entertainment thực hiện với sự đồng hành của nhãn hàng điện thoại di động Oppo Camera Phone. Chương trình tuần này xin được tạm dừng tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại.